Xin chào Hội Thánh. Bữa nay cũng bởi ân điển và tình yêu của Chúa cho nên tôi được đứng ở đây để mà có thể học Kinh Thánh chung với Hội Thánh của Chúa ở đây. Nguyện xin Chúa Ngài giúp chúng ta để mà chúng ta, mỗi người chúng ta đều có thể học và biết được lời Đức Chúa Trời để mà chúng ta vâng theo, làm theo và sống cho vinh hiển Chúa. Giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13, câu 14. Xin Hội Thánh hòa lòng với tôi và tôi sẽ đọc hai câu Kinh Thánh này. Và sau đó chúng ta sẽ học Kinh Thánh chung với nhau. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Amen. Chúng ta hiệp lòng để cầu nguyện, xin Chúa Ngài sức dầu và Ngài hướng dẫn chúng ta. Giờ này chúng con đến với Chúa để học lời Chúa. Đã đến giờ chúng con cần thức ăn thuộc linh cho đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Linh của Ngài là đấng ban thực phẩm cho mọi con cái của Chúa. Xin hãy sức dầu lên tất cả mọi người chúng con ở đây. Để mà khi chúng con học lời Chúa thì người nói, người nghe tất cả đều gây dựng bởi Chúa. Để mà chúng con được hiểu biết Chúa nhiều hơn và vâng lời những lời mạng lệnh Đức Chúa Trời Ngài dạy cho đời sống chúng con, để mà chúng con bước đi vào sự vinh hiển của Chúa và đắc thắng cho Chúa và làm những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã định sẵn cho đời sống chúng con. Tất cả chúng con dâng lên trên Chúa và nguyện Chúa Ngài tự do vận hành trong tất cả mọi điều, đặc biệt Ngài, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và xin Hội Thánh chúng ta đồng ngồi và kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Ở đây khi mà tôi chọn hai cái câu Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đó, đoạn 7 câu 13 câu 14. Thật sự đây là cái đoạn Kinh Thánh mà Phúc Âm Ma-thi-ơ thuật lại và những cái chỗ khác mình không có tìm thấy nói về cái cửa hẹp và cửa rộng. Mà mình biết Ma-thi-ơ thật sự ổng là người Lê-vi, ổng là thuộc dòng dõi Lê-vi và cũng là cựu thành viên của cái ban thâu thuế á, nghĩa là trước khi ổng gặp Chúa Giê-xu á thì ổng là cái người mà đi thâu thuế cho dân sự trong dân Giu-đa đó. Và sau đó khi mà ổng gặp Chúa Giê-xu thì ổng được Chúa Giê-xu bắt phục bởi lời Chúa và sự giảng dạy của Chúa và những cái phép lạ mà Chúa làm á, thì ổng trở thành cái môn đồ của Chúa. Bởi vì Ma-thi-ơ là người Do Thái và ổng được sanh ra và lớn lên ở trong cái dòng dõi Lê-vi á, cho nên ổng biết đạo Do Thái và biết lời Đức Chúa Trời. Cho nên những cái lời mà Ma-thi-ơ chép lại ở trong Kinh Thánh hay là trong sách Ma-thi-ơ đó thì thường là tập trung vô những lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Cái lý do là bởi vì ngay cả Ma-thi-ơ là sách của Tân Ước, nhưng mà thật sự ngay cái thời điểm đó thì chưa kể là Tân Ước, là bởi vì Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu làm những công tác trên đất, nhưng mà cái công việc chưa có được trọn vẹn, cho nên chưa có được kể là Tân Ước. Bởi vì Tân Ước khi mà Chúa Giê-xu chịu hy sinh, chịu thương khó, sau đó sống lại và ban cho Thánh Linh, thì cái đó bắt đầu là trong Tân Ước, là mình được sống trong giao ước mới. Nhưng mà cái thời của Ma-thi-ơ khi mà ông viết sách này thì vẫn, ông chép lại cái sách này thì vẫn là Cựu Ước. Cho nên Ma-thi-ơ có một cái biết đạo Đức Chúa Trời, biết đạo của Do Thái, cho nên ông viết tập chú vô lời tiên tri của Cựu Ước. Và trong cái sách Ma-thi-ơ đó, khi mà ông viết lời Đức Chúa Trời đó, ông viết Kinh Thánh đó, thì thường thường ông tập chú vô Chúa Giê-xu là đấng Mê-si. Và ông tập chú vô chân là đấng Mê-si và đấng làm nhiều cái phép lạ, cho nên ông ghi lại những cái phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm khi mà Chúa Giê-xu sống ở trên đất, hay là đi giảng tin lành của Chúa, rao giảng về nước thiên đàng nè, về lời Đức Chúa Trời nè, và sau đó cái sự thương khó và cái sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ở trong sách Ma-thi-ơ thì mình thấy ông thường, nếu mà mình đọc trong những cái mấy cái sách mà trong mấy cái giống như là NIV hoặc là New International American Standard đó, thì mình thấy ông ưa thuật lại những cái lời mà Chúa Giê-xu viết luôn, Chúa Giê-xu mà nói đó, thì nó là màu đỏ. Bởi vì trong cái sách của ông thì ông thường ông tập chú vô những cái bài giảng của Chúa Giê-xu, những câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giê-xu dùng để mà dạy các đoàn dân nè, và những cái bài giảng ở trên núi. Mà trong sách Ma-thi-ơ đó, từ đoạn 5 tới đoạn 7 đó, thì đây là cái bài giảng trên núi mà Chúa Giê-xu đã giảng cho đoàn dân và các môn đồ nghe. Và
Đây cũng là một cái bài giảng nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu, mà cũng là một cái bài giảng mà nó vừa nổi tiếng nhất mà sâu nhiệm nhất ở trong lịch sử Hội Thánh luôn. Có nghĩa là từ đó thì chưa có ai giảng những cái điều, cũng cái bài giảng mà nó có bao gồm những cái điều mà cho cuộc sống một con người trên đất này và một cái đời sống mà mình đối diện với Chúa. Bởi vì trong cái bài giảng này đó thì Chúa Giêsu dùng khoảng 19 cái mục đề khác nhau. Xin anh Thành chiếu lên để cho Hội Thánh coi, để cho mình sẽ dễ nhận biết hơn. Là từ đoạn 5, từ câu đoạn 5 từ câu 3 tới câu 12 tôi sẽ tạm dịch thôi. Nghe là cái bài giảng trên núi mà nó có nhiều cái đề mục ở trong đây. Thứ nhất là những cái phước lành, là 8 phước lành tôi tạm dịch. Và thứ nhì đó là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Thứ ba là Chúa Giêsu làm chọn những cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Còn cái tiếp là cái sự nóng giận đó, nó dẫn đến cái sự giết người. Rồi xong rồi tới nữa đó là phạm tội tà dâm. Rồi xong rồi cái đề mục kế tiếp trong cái bài giảng của Chúa Giêsu đó là sự ly dị và sự tái hôn. Rồi lời thề ước với nhau và thề ước với Chúa nữa. Xong rồi cái tiếp là mắt đền mắt. Rồi xong rồi Chúa sẽ dạy sự yêu thương cho những cái người mà đối nghịch với chúng ta. Và sao dâng cho những cái kẻ mà cần, có nhu cầu cần. Xin anh Thành tiếp. Còn chính cái còn lại là Chúa dạy trong cái bài giảng trên núi thì Chúa dạy chúng ta làm cách nào để mà cầu nguyện, làm cách nào để kiêng ăn tìm kiếm Chúa đó. Rồi tìm kiếm cái... biết tìm kiếm và đặt để cái tài sản của mình ở trên nước thiên đàng là vương quốc của Chúa. Rồi xong kế tiếp là đừng có lo lắng, tại vì Chúa biết là đời này thì mình có nhiều cái việc mình cần phải lo lắng, cho nên Chúa dạy chúng ta phải biết nương cậy nơi Chúa và đừng có lo, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài cũng là đấng dự bị và ban cho chúng ta, mọi người chúng ta. Kế tiếp là đừng có xét đoán một cách hai mặt đó, nghĩa là kêu mình phải thành thật dứt lời của Chúa khi mà mình sống á. Và thứ bảy, cái câu đoạn 7 từ câu 7 tới câu 12 là kêu là hãy cầu xin, hãy tìm kiếm và hãy gõ cửa thì Chúa Ngài sẽ mở cho. Và kế tiếp là đoạn 7 câu 13 tới câu 14 á, là cái bài học mà chúng ta đang học á, là cái vào cái cửa hẹp và cái cửa lớn, cái cổng á, nói là cái cổng, nó là cái gate, nó là cái cổng chứ không phải là cái cửa. Và kế tiếp là nói về những tiên tri giả và cuối cùng là cái sự không, cái người say khôn ngoan. Cho nên mình thấy khi mà những cái bài giảng mà Chúa Giêsu giảng ở đây đó, nếu mà mình coi những cái đề mục mà Chúa gom lại trong bài giảng của Chúa đó, nếu mà chúng ta nó gọi là chúng ta tóm tắt lại đó, thì nó dạy chúng ta thứ nhất là sống tận hiến cho Chúa, sống đẹp lòng cho Chúa và sống tràn đầy tình yêu thương ở trong đời sống chúng ta, trong ân điển của Chúa. Và sự khôn ngoan, nghĩa là mình có sự khôn ngoan, có sự hiểu biết và để chúng ta có thể thoát khỏi những cái triết lý của thế gian và những cái đạo của thế gian, là những cái điều mà thế gian ảnh hưởng chúng ta thì không, nó không có thể bắt phục chúng ta, nó không, chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi những cái điều trong thế gian, nhưng mà chúng ta là những cái người ảnh hưởng cho thế gian, bởi vì là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Bây giờ chúng ta đi vào cái câu kinh thánh, mà chúng ta học nè, trong hai câu á, trong Matthew, và tôi sẽ đọc lại cho Hội Thánh để mà chúng ta nghe rõ hơn. Cái đó là hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng thoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ở đây mình thấy đây là cái lời của Đức Chúa Giêsu chép lại và nói lại mà được Matthew thuật lại cho chúng ta nghe. Ở đây Chúa nói rất là rõ cho chúng ta biết là tất cả những người sống ở trên đất này đều tạo dựng bởi Chúa. Chúng ta nhận biết hay không nhưng mà tất cả đều tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Ở đây á, thì mình chỉ có hai cái cửa thôi, hai cái cổng, hai cái cửa thôi. Đây là cái sự lựa chọn của chúng ta. Mà Chúa mình ở đây là Chúa đặt trước mặt đời sống của tất cả mọi chúng ta đều có hai cái cửa thôi. Một cái cổng hẹp và cái con đường chật, và thứ hai là cái cổng lớn và cái con đường rộng rãi. Không có cái sự lựa chọn thứ ba nha. Có nhiều người nói là khi là tôi
tôi chọn đứng ở bên ngoài, không có đi vào cái cổng hẹp hoặc là cổng lớn, tôi chọn đứng ngoài, cái này không có được. Đức Chúa Trời, tuy là mình tin nhận kính sợ Chúa hay là một cái người không kính nhận, không tin nhận Chúa hay là không kính sợ Chúa, bởi Đức Chúa Trời Ngài cai trị trên đất và tất cả sự sống, cho dù mình tiếp nhận, mình nhận biết, mình vâng lời hay không, Chúa đều cai trị hết. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh trên đất này, chúng ta phải lựa chọn một trong hai cái cổng. Một là cái cổng lớn, cái cổng rộng á, và nó sẽ dẫn đến một cái con đường lớn. Và thứ hai là cái cổng hẹp, nó dẫn đến cái con đường chật. Mà trong những sách phúc âm khác ở trong Tân Ước đó, thì không có nhắc đến về cái vụ này. Chỉ có trong Cựu Ước chỉ có hai chỗ mà tôi tìm được là nói về cái sự lựa chọn mà Chúa đặt để cho dân sự thôi. Xin mời anh Thành mình mở cái slide kế tiếp á, mà trong cái Cựu Ước sách Phục Truyền đoạn 30 câu 19. Tôi tạm đọc ở đây 30 câu 19, mình đọc tiếng Việt ở đây nha. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Mình thấy không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 thì hai cái cửa chọn, mình phải chọn một. Ở trong Cựu Ước, trong Phục Truyền đó, Chúa nói về cái điều nó tương tự như vậy. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài dân sự của Chúa cũng phải đặt cái cửa, đặt hai cái điều họ phải lựa chọn. Một là chọn sự sống, còn hai chọn sự chết. Mà nếu mà chọn sự sống đó thì sẽ được sống đời đời, không phải cho mình thôi nhưng mà còn cho dòng dõi của chúng ta nữa. Đây là cái tình yêu và ân điển của Chúa Ngài dành riêng cho chúng ta. Xin Thành mở cái câu kế tiếp ở trong Jeremy đoạn 21 câu 8 cũng nói một cái điều tương tự này, là đây những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài thật sự Ngài đặt để trước mặt dân sự của Chúa đây. Người khá nói cùng dân này rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Thấy không? Chúa Ngài đặt trước mặt chúng ta và Ngài cho chúng ta lựa chọn. Cho nên mình thấy ở đây, khi mà ở trong Ma-thi-ơ đó, đoạn 7 câu 13 đó, đầu tiên vô trong cái đoạn này thì Chúa nói rõ là hãy vào. Chúa không có bắt buộc chúng ta là phải vào cửa nào. Chúa kêu phải vào, nghĩa là mình phải chọn một trong hai thôi, mình phải đi vào. Đây là cái lựa chọn của tất cả con người ở trên đất này. Xong rồi sau đó Chúa giải thích, nếu mà bước vào cái cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất và kẻ vào đó cũng nhiều. Cái chọn thứ nhất. Chọn thứ hai là cũng phải bước vào thôi, là xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống và kiếm được kẻ kiếm được thì ít. Cho nên mình thấy ở đây cái sự lựa chọn Chúa đặt ra trước mặt người ta hai cái cửa, hai cái cổng và hai con đường. Mà cái cổng rộng á, con đường lớn á, thì có nhiều người đi vào, tìm được nhiều người trong đó. Còn cái cửa hẹp, cái cửa nhỏ, cái cổng nhỏ và cái con đường nhỏ, con đường hẹp á, thì có ít người trong đó. Tôi suy nghĩ cái điều này, tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài dùng cái hình ảnh là cái cổng, là cái cửa. Đây là cái điều mà chỉ đến Chúa Giê-xu, thật sự nhận Chúa Giê-xu. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 7 đó, nói rõ, Chúa Giê-xu nói rõ cho dân sự, cho dân Do Thái biết là Chúa là cái cửa của chiên. Nghĩa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là cái cửa của đàn chiên. Rồi mình đọc xuống một lần nữa, một vài đoạn nữa đó, là ở trong Giăng đoạn 14 câu 6 đó, Chúa Giê-xu cũng là lời Đức Chúa Giê-xu luôn. Chúa nói cho dân sự nghe, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cho nên Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh cái cửa và cái con đường á, thì chỉ chính mình Chúa. Có nghĩa là ở đây á, mình có cái sự lựa chọn. Một là mình chọn Chúa, còn hai là chọn cái điều của thế gian. Đây là cái điều mà Chúa cho mình biết là mình có cái sự lựa chọn ở trong Chúa và phải có cái sự khôn ngoan để mình lựa chọn. Ở đây thì cái cổng hẹp thì là cái cửa nhỏ đó, thì nó tượng trưng vào Chúa Giê-xu, là bởi vì thứ nhất, cả nhân loại lịch sử từ Cựu Ước
từ khi mà Chúa ngài dựng nên con người cho tới tận ước và tới thời điểm chúng ta bây giờ, chỉ có một cái cửa và một con đường thôi, đó là Chúa Jesus Christ, khoảng 2000 năm rồi. Chỉ có một thôi, cho nên nó tại sao nó hẹp là bởi vì chỉ có một cái cửa là Chúa Giêsu thôi, tất cả đều phải bước qua đó. Nếu mà mình tìm đến sự sống đó, mình cần phải bước vào, phải hiểu là đó là cái cửa, là chỉ có một con đường, nó hẹp là bởi vì chỉ có một Chúa Giêsu thôi. Còn những cái đạo giáo khác đó thì có quá nhiều, những cái đạo giáo khác ở trên thế gian này thì có quá nhiều, cho nên nó rộng rãi, nó lớn mà có nhiều cái sự lựa chọn nữa. Ở trong công cụ các sứ đồ á, từ đoạn 4 câu 12, tác giả có nói nè: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cho nên ở đây thì tác giả tập chú vô đó là danh Chúa Jesus Christ, là đấng cứu thế, là Chúa cứu thế chúng ta đó, là ở trên bầu trời này, dưới bầu trời này chỉ có một Giêsu thôi, là chỉ có một cánh cửa thôi và một con đường mà chúng ta nhờ danh đó mà được cứu. Cho nên cái đường hẹp là bởi vì chỉ có một Giêsu, mà không phải Giêsu ngay trong thời điểm này của chúng ta là năm 2024 đâu, mà là bắt đầu Giêsu sanh ra trước đây hơn 2000 năm rồi, là Giêsu Christ mà chúng ta học mà hiểu mà tác giả đang nói ở đây. Bây giờ chúng ta so sánh cái cổng rộng và con đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất và cái cổng hẹp. Ở đây câu số 13 mình đọc lại để mình phân biệt với nhau cái sự khác biệt ở đây là vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm thì ít. Ok, thứ nhất, cái cửa rộng dễ đi, dễ tìm, dễ thấy, nhiều người bước vào. Còn cái cửa hẹp khó tìm, không có khó thấy và khó bước vào, vì nó hẹp quá, nhiều khi có đủ rộng cho mình bước hay không, cho nên ít người tìm vào. Thứ nhất, cái cửa rộng là bởi vì có thể mình nhìn theo cái mắt con người đó, nếu mà mình ta có cái nhà hoặc là mình có cái đi nơi nào đó mà mình thấy cái cổng rộng, tất nhiên là cái cổng đó nó đẹp, nó hấp dẫn hơn, phải không? Có thể là người ta đầu tư vô rất là nhiều tiền để mà xây dựng nó. Còn cái nếu mà cái cổng mà nó đẹp, mà nó to, nó rộng á, mà nó lớn đó, thì tất nhiên là nó sẽ được ưa chuộng nhiều hơn rồi, sẽ có nhiều người biết đến nó, phải không? Thì mình bước vào á thì mình cũng vui nữa. Tại mình biết con người của mình đó, được Chúa tạo dựng đó, là mình không thể nào sống độc lập được, mình không thể sống một riêng một mình được, mình cần phải sống chung với cộng đồng, với gia đình, với những người thân và những người khác. Để bây giờ thứ nhất là khi mà chúng ta sống chung như vậy đó, chúng ta có thể nói, chúng ta có thể thông công, chúng ta có thể trò chuyện này nọ, và nhiều khi chúng ta cần những cái sự giúp đỡ đó, thì mình cũng có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh chúng ta nữa, đúng không? Và nhiều khi mình mệt mỏi thì mình khó mình gặp những cái chuyện khó khăn trong đời sống đó, thì mình vẫn có thể có nhận được cái sự an ủi từ những người xung quanh chúng ta, để mà giúp chúng ta có cái năng lực để mà có thể vượt qua và đi sống tiếp tục. Và cũng có một số người họ thích sống chung và đi chung với những người khác, là bởi vì họ có thể mình có thể trong cái nhóm đông như vậy đó, thì mình có thể hỗ trợ người khác, mình có thể an ủi người khác, và mình bởi làm những cái việc đó thì mình có thể nhận được những cái sự ngợi khen từ người khác. Và nhiều khi mình nhận được những cái sự ngợi khen đó thì tất nhiên là nó sẽ làm cho cái lòng của mình vui vẻ hơn, không? Được vui hơn, được thích hơn, thì tất nhiên là cuộc sống của mình sẽ được nhiều cái niềm vui và cái sức sống hơn. Còn cái cửa hẹp mà mình nói, mà Kinh Thánh nói ở đây, tất nhiên là nó chỉ về Chúa Giêsu chúng ta. Chỉ có một Giêsu thôi, và một cái con đường chật và cái cổng hẹp thôi. Nó khó tìm. Vì nó khó tìm cho nên mình cần có cái sự nỗ lực. Mình cần phải có cần phải tìm kiếm, cần phải sự nỗ lực để mình có thể mình khi mình tìm được á, thì tất nhiên nó nhỏ, nó hẹp, thì tất nhiên có thể là nó không có được đẹp. Cho nên không có nhiều người bước vào. Và cũng có thể là nó nhỏ, nó hẹp,
Cho nên không có nhiều người nhìn thấy được nó, và cũng không có nhiều người muốn tìm kiếm nó, và cũng không biết về nó. Cho nên nó không có được popular, nó không có được nhiều người biết đến, và cũng không có được thu hút cho, và không có hấp dẫn. Và tìm kiếm nó thì cần cái sự nỗ lực và sự cố gắng. Cho nên ít người bước vào cái cửa này và cũng từ bỏ. Tại vì trong cái thí dụ như cái cửa nhỏ như vậy đó, thứ nhất là khi mà tôi vào á, thì tất nhiên là nhiều khi mình biết ở đây thì mình ở bên Mỹ á, thì mình có cái cuộc sống nó rất là tiện nghi, đúng không? Mình có nhà lớn, có xe, rồi có tiền bạc này nọ. Khi vào cái cổng lớn á, thì có thể mình chạy chiếc xe đi vào được. Còn nếu mà mình bước vào cái cổng nhỏ hay cái cửa nhỏ, con đường nhỏ đó, thì có thể là chiếc xe mình chạy mình sẽ không đi vào được. Có thể là quần áo mình mang hay là cái ba lô mình mang, vàng bạc, tiền bạc cũng không đi vào được nữa. Bởi vì mình vào nó sẽ nhiều khi nó dướng này nọ. Cho nên có thể là mình không có bước vào được, không muốn bước vào là bởi vì những cái lý do đó. Cho nên cái con đường hẹp và cái cổng nhỏ đó, mà cái người mà chọn bước vào đó, nó chỉ cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng, và nó cũng chỉ được cái sự khiêm tốn, cái sự khiêm nhường. Và mình biết bởi vì khiêm tốn, khiêm nhường, không có phải vì cái bản năng hay là sức lực của tôi có thể bước vào và đi chọn cái con đường đó, nhưng mà tôi đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ nơi, hay là nương cậy từ cái nơi mà cần cái sự cứu Chúa, cần cái sự giải cứu của một đấng tạo hóa hay đấng Chúa Giê-xu để mà chúng ta bước vào. Nếu mà Giê-xu là cái cổng nhỏ và là cái cửa, là con đường mà chúng ta cần phải bước vào để có cái sự sống, thì cái cổng lớn nó đại diện cho cái phong trào của người Pharisee. Tại vì Chúa Giê-xu trong cái thời đó, khi mà Chúa Giê-xu nói chuyện với hay là giảng cho dân sự đó, thì ở trong đó thì có người Pharisee, rồi có những cái sắc tộc, những cái dân khác họ nghe nữa. Và có người Pharisee khi mà nói đến những cái phong trào hay là cái tinh thần của người Pharisee đó, là thường thường á, họ tự tin về cái sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời của họ, họ tự tin về cái sự công bình của họ. Có nghĩa là bởi vì tôi biết luật pháp của Chúa, tôi giữ luật pháp của Chúa, tôi làm những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài dạy đó, là nó giúp tôi trở thành một cái người công bình rồi, cho nên tôi sẽ được đi đến sự sống đời đời. Cho nên khi mà cái đó thì nghe có lẽ là nó logic, phải không? Bởi vì mình làm những cái việc tốt, mình nương cậy vô những cái sự hiểu biết về luật pháp, thì nó dẫn đến mình đến cái sự sống đời đời, thì dẫn đến mình dẫn cái người đó đến Đức Chúa Trời. Cho nên đây là cái sự kiêu ngạo của đời và cái sự sai chật về cái công việc và công tác của Chúa cho dân sự của Chúa, cái đường hướng của Chúa. Cái cổng lớn hay là cái con đường lớn đó, nó cũng chỉ đến cái hình ảnh của cái Do Thái giáo trong thời đó. Bởi vì cái thời đó thì có nhiều người họ, bởi vì giống như người Lê-vi hay là Ma-thi-ơ đó, biết lời Đức Chúa Trời, tin vô Chúa, và họ bị ảnh hưởng của người trong người Pharisee, là bởi vì những cái việc làm tốt, những cái sự công bình của họ có thể dẫn họ tới cái sự cứu rỗi hay là dẫn đến Chúa. Và cái con đường lớn và cái cổng lớn thì nó cũng chỉ đến cái sự, tại vì mình ham muốn vô trong đó, mình có thể mang những cái tài sản của mình vô đó, thì nó chỉ cái tấm lòng của những người mà mình ham về cái tiền bạc của đời này, và nó dẫn mình thấy những cái điều vui thích mà người khác cũng vui thích nữa. Có nghĩa là cái sự mê tha về mắt á, thì nó đẹp, nó rộng, nó lớn, cho nên mình đi vô đó để mình có được cái sự thoải mái, có sự rộng rãi, có sự tự do. Mình có thể mang tài sản của mình có thể khoe những người khác, vì trong đó đông người mà, mình có thể khoe những cái tài sản của mình đến những người khác để cho họ nhìn thấy và họ ngợi khen, hay là mình giúp họ, đỡ họ, hay là mình nhận những sự giúp đỡ từ họ. Cho nên Chúa nói cái con đường mà nhiều khi mình nghĩ là đúng
hay là theo như cái đạo giáo triết lý của đời này, nghĩ là biết luật pháp, áp dụng luật pháp dẫn đến mình tới sự sống, nhưng mà cuối cùng nó dẫn đến mình, dẫn cho cái người đó đến cái sự hủy diệt. Còn cái con đường hẹp mà của Chúa Giêsu, hay là cái Chúa Giêsu là con đường, là cánh cửa đó mà nói về Chúa đó, ở đây Chúa nói rõ cho chúng ta cái con đường hẹp, tuy nó hẹp nên dẫn đến sự sống và kiếm kẻ kiếm được thì ít. Ở đây Chúa không có nói một cách như che đậy cái con đường hay là cái sự thật về cái lẽ thật của Chúa. Có nghĩa là Chúa không có làm cái cổng hay là cái con đường nó cũng như là nó nhỏ, nó hẹp, nhưng mà làm cho nó đẹp, nó sắc sỡ để mà nó có thể làm cho người ta hấp dẫn. Chúa nói cái lẽ thật nó được bày tỏ một cách rất là rõ và nó không có bao phủ bởi cái điều gì hết. Đây là cái con đường mà của Chúa Giêsu, mà Chúa cũng cho chúng ta biết khi mà chúng ta bước vào con đường đó chúng ta cần phải làm gì. Bởi vì Chúa Giêsu của chúng ta mở cái con đường bằng huyết của Chúa, là đôi, mở cái cổng là bằng huyết của Chúa, và cái con đường đó là con đường của thập tự giá. Cho nên khi chúng ta bước vào cái con đường đó thì chúng ta tất nhiên là phải có cái sự hy sinh, có cái sự chịu từ bỏ những cái gì mà chúng ta có, những cái điều mà chúng ta thu được ở trong thế gian này. Kính thưa Hội Thánh, cái sự quyết định và cái sự chọn lựa đó thường thường đó thì nó sẽ phản chiếu cái tấm lòng của chúng ta, coi chúng ta thật sự là một cái người yêu thích Đức Chúa Trời hay là yêu thích thế gian. Và khi mà chúng ta chọn lựa một cái điều gì đó, chọn lựa một cái cửa, một cái cổng, một cái con đường mà chúng ta đi đó trên cuộc đời này đó, thì nó cũng chỉ ra cái sự phán xét, mà chúng ta bày tỏ ra sự phán xét cho chính bản thân chúng ta, mà Chúa cũng phán xét chúng ta về cái thái độ và công việc làm chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn một con đường mà cái cổng chúng ta đi vào á, thì chúng ta sẽ đi như thế nào, thì cuối cùng nó dẫn đến chúng ta đến đâu. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta lựa chọn ở trên đất này, trong cuộc đời này, thì nó mang đến cái sự phát sáng, cái sự phán xét cho cái việc làm chúng ta và cái thái độ của chúng ta. Ở trong Châm ngôn đoạn 14 câu 12 có nói rằng nè: có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Cho nhiều khi mình nhìn cái con đường mình thấy là chính đáng, nhiều khi mình nói là bởi công việc làm của tôi làm nhiều cái việc thiện, nhiều cái việc tốt, thì tôi sẽ lãnh được cái sự tốt lành từ nơi thiên thượng, từ nơi Chúa, từ nơi đấng tạo hóa. Mình nghĩ thôi, nhưng mà chưa chắc đây là cái điều mà Đức Chúa Trời, Ngài đấng tạo hóa chúng ta định ra cho đời sống chúng ta nữa. Cho nên nhiều khi mình nghĩ thì không có đúng, nhưng mà muốn biết được cái thế nào là đúng đó thì phải đi theo cái lẽ thật của Chúa, hay là theo lời của Đức Chúa Trời. Vì đây là cái tiêu chuẩn và cũng là cái thước đo thế nào là tốt, thế nào là đúng. Bởi vì mình biết tất cả việc làm của chúng ta đó, ngay cả những cái việc làm tốt mà mình nghĩ là cho tốt đó, thì trước mặt Chúa không kể là công bình nữa. Nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta không có hiểu biết Chúa. Và nếu mà những cái việc làm đó mà nó không kể công bình trước mặt Chúa đó, thì tất nhiên là những cái việc làm đó mà kết quả của những cái việc làm đó của chúng ta, ngay cả việc tốt luôn, thì nó chỉ xứng hiệp đến cái sự chết mà thôi. Amen không? Tại vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài định ra cái tiêu chuẩn, Ngài dạy chúng ta sống như thế nào, Ngài dạy chúng ta cái sự lựa chọn như thế nào. Chúng ta là cái người được Chúa Ngài cho để lựa chọn, nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta lựa chọn đúng nữa. Cho nên cái con đường hẹp, cái con đường chật và cái cửa hẹp là bởi tình yêu thương và sự thương xót và ân điển của Chúa, Chúa mới mở ra cái đường đó chúng ta để mà chúng ta có thể bước đi. Thật sự tất cả loài người, mọi người trên trái đất này, những cái việc làm tốt hay việc làm xấu, tất cả gom lại hết, không có được kể công bình trước mặt Chúa. Cho nên chỉ có nhận được cái sự chết mà thôi, nhận được cái sự hủy hoại và cái sự hư mất mà thôi. Đây là cái sự xứng hiệp của tất cả công việc làm của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương, bởi sự thương xót và bởi ân điển, Ngài mở một cái cửa hẹp, đó là Chúa Giêsu, để mà chúng ta có một cái lựa chọn. Nhưng mà để bước vào cái cửa hẹp này đó, thì tất nhiên là chúng ta phải theo cái chuẩn mực của Chúa đã định ra và theo cái điều kiện của Chúa. Vì đây là cái con đường mà Đức Chúa Trời Ngài mở trong danh Jesus Christ, Ngài mở trong cái
cái việc làm của Chúa Giê-xu ở trên đất này. Bởi vì nó hẹp, nó nhỏ, cho nên ít người tìm kiếm, khó tìm. Cho nên khi mà muốn bước vào đó, chúng ta phải bỏ công sức ra, chúng ta phải tự lựa chọn, chứ mình không có đứng mà mình tự vào được. Bởi vì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 7, câu 8, cái nói rõ là hãy xin thì sẽ được ban cho, hãy tìm thì sẽ Chúa sẽ bày tỏ chúng ta biết để cho chúng ta thấy, và hãy gõ cửa thì Chúa sẽ mở cho. Cho nên mình không muốn bước vào cái cửa hẹp, bước vào cái làm đúng theo cái lời của Chúa, mình phải bỏ công sức, mình phải tự lựa chọn, thì không phải bởi sức lực của chúng ta mà chúng ta có thể tìm thấy được Đức Chúa Trời đâu, nhưng mà bởi vì cái lòng mình muốn, mình hướng tới Chúa, Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Chứ chúng ta là ai, có cái năng lực gì mà có thể đến với Chúa được? Cái này là impossible, không có thể nào làm được hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta tìm kiếm, chúng ta cầu xin, chúng ta van xin, chúng ta tìm kiếm, chúng ta bỏ công sức ra để mà tìm, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến và Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Ngài ban cho khi mà chúng ta cầu xin, và Ngài làm chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta tìm kiếm. Và khi chúng ta gõ cửa đó, thì Chúa Ngài sẽ mở cửa chúng ta. Đây là tình yêu thương, ân điển và cái sự thương xót mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho con cái của Chúa, Ngài dành cho tất cả nhân loại chúng ta, nhưng chúng ta phải tìm kiếm. Tôi biết khi mà hội thánh ở đây, khi mà mình đến nhà thờ đó, thì thật sự mình đã muốn chọn cái con đường hẹp rồi, mình muốn chọn cái con đường chật và cái cửa hẹp rồi, mình muốn chọn Chúa Giê-xu. Mà để chọn Chúa, để bước vào đó, thì chúng ta phải tin cậy vô lời Chúa thôi. Tại vì mình thấy nó hẹp, nó nhỏ, nó khó đi, nó sẽ chật chội, nhưng mà chúng ta phải tin cậy vô Chúa để mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta bước đi thôi. Và để cái chìa khóa mà có thể chọn được cái con đường hẹp, con đường chật và cái cửa hẹp ở đây, đó là biết tin cậy nơi Chúa Giê-xu và công việc làm của Chúa Giê-xu. Đừng có làm theo cái sự ham muốn của chúng ta. Con đường lớn, nó rộng, nó vinh quang trước mắt đó, mà nhìn thấy có lẽ là đúng đó, nhưng mà chưa chắc. Chúa nói rõ ở đây, lời Chúa nói rõ ở đây là mình nó không có dẫn đến cái sự sống nhưng mà dẫn đến sự chết. Và nếu mà chúng ta tin cậy Chúa để bước vào cửa hẹp này, thì để Chúa Ngài là đấng mà dẫn dắt chúng ta đến cái sự sống dư dật ở trong Chúa, và dẫn đến sự sống đời đời trong Chúa. Tôi hy vọng là tất cả chúng ta đến đây, khi mà chúng ta biết đây là lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Giê-xu Ngài nói, chứ không phải là lời tôi nói đâu. Nãy tôi đọc từ trong Kinh Thánh, nhưng mà thật sự đây là lời của Chúa Giê-xu Ngài nói và được Ma-thi-ơ chép lại. Tất cả chúng ta phải bước qua cái cổng, cái cửa, và phải bước đi như một con đường thôi. Nhưng mà mình, Chúa Ngài không có ép chúng ta chọn cái nào và bước đi đâu, nhưng mà Ngài muốn chúng ta chọn Chúa, chọn bước vào cửa hẹp, và hãy tin cậy Chúa và bước vào để mà Đức Chúa Trời Ngài có thể làm những việc lớn lao, để Ngài có thể giải phóng chúng ta, giải cứu chúng ta và dẫn chúng ta đến cái sự dư dật trong cuộc sống đời này và đời sống đời đời nữa ở trong Chúa. Em xin những lời này giúp Hội Thánh để mà chúng ta lựa chọn để mà sống cho vinh hiển cho lời Chúa. Em xin giờ công sức.